Không vào xuống được à? Đây nuôi gà rồi. Vẫn còn nuôi gà được khỏe rồi này. Phương Phương cầm chị lấy cái điện thoại chị chụp ảnh cho chị gửi. Đây đứng đây chụp ảnh. Đây là phòng trọ của Phương vẫn khá hơn phòng trọ của Yến. Bây giờ là chúng tôi đến điều tra xem trước. Vâng, cháu là người yêu của cô này. Cháu đến cháu đến tìm hiểu xem là trước kia cô yêu ai ở đây không. Quen rồi. Đây này. Quen nhỉ. Cho các bác.
nhé. Vâng ạ. Đi đi ạ. Vâng ạ.